trân trọng đến sự hiện diện của tất cả các quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức Việt Nam International Fashion Week, nhưng mà đây là lần đầu tiên Việt Nam International Fashion Week đến với thủ đô Hà Nội. Vì thế cho nên lần này đến với thủ đô Hà Nội, chúng tôi có một sứ mệnh rất là đặc biệt. Bởi vì thủ đô Hà Nội không chỉ là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của cả nước, mà thủ đô Hà Nội còn là nơi mà có thể nói là ngành thời trang rất là phát triển nhất của Việt Nam. Và điều đặc biệt thứ hai đó là sau 3 mùa tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi mới chỉ tổ chức một năm một mùa xuân hè. Và việc lần này tổ chức Việt Nam International Fashion Week mùa thu đông tại thủ đô Hà Nội, đó là sự kiện rất là quan trọng, bởi vì điều đó đã nâng tầm trở lên thời trang quốc tế Việt Nam lên một tầm cao mới. Và không chỉ cho thời trang quốc tế Việt Nam, mà có thể nói nâng tầm thời trang của Việt Nam trên bản đồ thời trang thế giới. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nâng ly để cùng chúc cho một tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week thu đông lần đầu tiên tại thủ đô Hà Nội thật thành công. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng ly ạ. Và chúng ta sẽ cùng chúc cho thành công của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Trung tâm thương mại Tràng Tiền của Lazada hỗ trợ cùng với chị Trang để tham tổ chức cái chương trình tuần lễ thời trang quốc tế đầu tiên tại Hà Nội. Và chúng tôi thì là cái nơi mà tập trung rất nhiều những cái thương hiệu thời trang nổi tiếng, là cái điểm đến của các cái tổ thời trang quốc tế, và hy vọng rằng cái tuần lễ thời trang quốc tế sẽ thành công và chúng tôi sẽ được vinh dự đón tiếp các bạn tại trung tâm thương mại Tràng Tiền. Tôi xin cho đại diện cho tất cả những người bạn, những người đối tác và những người fan của Trang xin chúc em luôn như thế này, luôn thật nhiều sức khỏe, luôn kiên cường và luôn luôn vì nghệ thuật và làm rất là có tâm. Chưa bao giờ mà thấy Trang như nghĩ ngày nào, đó là điều mà tôi rất là trân trọng và rất là quý ở tại Trang. Xin cảm ơn hai vị khách quý, và chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều những giây phút ý nghĩa bên nhau. Hôm nay tôi cảm thấy rất là hạnh phúc vì là tất cả những người có mặt ngày hôm nay ở đây, những khách quý và có rất là nhiều người bạn, những người anh, người chị. Cảm ơn Tràng Tiền Gia Gia, tôi rất vui xin đã tiếp tục đồng hành cùng với Trang trong sự kiện Việt Nam Internet lần này. Chúng ta không phải đứng ở đây, mà chúng ta phải có tiến trình và phát triển. Chúng ta phải đưa những thương hiệu của các nhà thiết kế, thương hiệu của các doanh nghiệp, thương hiệu của các nhà thiết kế ấy ra thế giới. Điều đó là đòi hỏi rằng là Trang Lê đã đang tiếp tục cống hiến ngành thời trang Việt Nam và cống hiến ngành thời trang thế giới trong tiến trình hội nhập phát triển. Xin chúc ngày viên thời trang ngày mai chúng ta diễn ra của Trang Lê sẽ thành công phát triển. Vâng, đánh một dấu ấn trong ngày hai ngày thời trang của Việt Nam chúng ta, đánh dấu ấn một cái đêm trình diễn thời trang phát triển khẳng định vị thế và tầm vóc ngành thời trang Việt Nam ra thế giới và hội nhập. Xin cảm ơn rất là nhiều. Khí của buổi tối ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Tôi thấy được sự hiện diện của rất là nhiều những quan khách. Một lần nữa khẳng định sức hút của tuần lễ thời trang quốc tế tại Việt Nam. Và sau mỗi mùa, sự quan tâm của các đối tác, rồi sự quan tâm của đặc biệt là những cơ quan nhà nước, thì tôi nghĩ là đấy là một cái tín hiệu vô cùng vui. Châu rất là hào hứng và mong chờ phần trình diễn của mình. Lần này Châu là người đảm nhiệm trọng trách mở màn tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, sẽ là người đầu tiên phải bước trên sàn khai quốc. Châu đã rất sẵn sàng để mà mình có thể hoàn thành tốt cái trọng trách của mình. Đêm hôm nay là một chuyến rất là tuyệt vời và tạo ra một cái sự hứng khởi đầy nhiệt huyết và kích thích và sáng tạo của các nhà thiết kế để chúng ta có thể bắt đầu từ đêm mai khởi động chương trình tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam cách thành công. Và xin chúc chị Trang Lê cũng như tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam có một khởi động thành công đúng như slogan năm nay của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, đó là The Future Is Now, tương lai bắt đầu từ đây, và tương lai của thời trang Việt Nam hy vọng sẽ bắt đầu tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam thu đông 2016.